Hôm qua 28 tháng 8, cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước đã nhiệt tình theo dõi, cổ vũ, tích cực bình chọn cho đội tuyển văn hóa nghệ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games 2021. Hiện tại, theo số liệu trên trang bình chọn của Ban tổ chức nước chủ nhà Liên bang Nga, đội quân văn hóa Việt Nam đang dẫn đầu với 4,14 điểm tính đến 10 giờ ngày 29 tháng 8. Theo sát nút là các đội tuyển của Nga, Myanmar, Sri Lanka. Cổng bình chọn sẽ tiếp tục mở đến hết ngày mai 30 tháng 8. Để thực hiện bình chọn, quý vị hãy truy cập vào website báo Quân đội Nhân dân điện tử, địa chỉ www.qznz.vn để biết thêm chi tiết, làm theo hướng dẫn, bình chọn chính xác, hiệu quả cho đội quân văn hóa Việt Nam. Mỗi lượt theo dõi, bình chọn 5 sao của các đồng chí và các bạn sẽ làm tăng cơ hội giành chiến thắng cho Việt Nam. Để kêu gọi, lan tỏa bình chọn, hôm qua 28 tháng 8, báo Quân đội Nhân dân đã thực hiện chương trình trực tiếp đặc biệt Cả nước chung khúc quân hành cùng đội tuyển văn hóa với sự tham gia của vị khách mời đặc biệt, Đại tá nghệ sĩ nhân dân Vũ Tự Long, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội. Chương trình đã thu hút gần 200.000 lượt tiếp cận, hơn 120.000 lượt xem, 3.000 lượt yêu thích, 2.000 bình luận trên fanpage Facebook và gần 17.000 lượt theo dõi trên kênh YouTube báo Quân đội Nhân dân điện tử. Hãy bình chọn ngay hôm nay, ngay lúc này vì một Việt Nam chiến thắng, vì sự lan tỏa hình ảnh đội quân văn hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hãy tham gia, chia sẻ, kêu gọi bình chọn ngay trên báo Quân đội Nhân dân điện tử tại địa chỉ www.qznz.vn.